trả lời rồi. không đeo nón phòng thủ nè mày, không đeo nón phòng thủ tại vì đeo nón này đã lấy hiệu ứng chó nè mày. Đeo nón phòng thủ là không đánh tống kim được. Phương Thành Bắc mua cái áo 15 kim anh em ơi. Nói chung là áo đó là nhìn là ok đẹp ấy. Ok. Ok, mua áo anh em ơi, rồi lên đảo nha. Nhân vật chính. Tinh lực nó là ok. Đó. Ok nha. Ở đây gì lấy áo nè mày. Xích bán ông trên web 20k. Sao thế? Ông kêu là xích bán áo 20k cho ông trên web. Đó. À, mua cái áo cho anh em đấy. Chung là Khải chơi là Khải những cái đồ như thế này thì bỏ tiền ra mua cũng được anh em. Công nhận nó với cái giá 15-20 kim thì hơi bị chát, nhưng mà Khải nhắm nếu mà ok sắm cái áo này thì xài mãi mãi luôn anh em ơi, xài sập server luôn nha anh em. Đó. Sau này thì không biết giá nó còn như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Khải mua 15. Sau này chắc chắn nó sẽ rớt còn 5 đến 7 kim. Thì cái đó là việc của sau này. Đấy, nói chung là Khải chơi thì chơi vậy. Khải mua được thì cũng coi như là anh em, nhiều lúc anh em ủng hộ thì cái số tiền đó cũng ủng hộ được Khải mua đồ anh em, Khải cũng sắm đồ cho anh em theo, cho anh em chơi, chứ còn đâu phải một mình Khải sắm được cái đồ này đâu. Ok thêm ông nha. Rồi lên đảo. Lên đảo liên tục anh em ơi. Rồi Khải lấy cái sức mạnh ra Khải test rồi, vì Khải sẽ kích được sức mạnh. Đây dây chuyền với nhẫn nè, tại hai cái này thì Khải sẽ kích được sức mạnh, ví dụ như là 25 đây, 18 đúng không, trong nhẫn thổ này đó. Nhẫn thổ một cái thổ đó chưa. Tạo bây giờ Khải đang có trong người là đó, làm gì làm tăng theo tăng đỡ 60 sức mạnh là được, đúng chưa anh em. Đó, em sẽ tăng thêm 17 này, em đỡ em thay vũ khí ra vũ khí đại lượng 40 làm chậm, nhưng mà bắn mất quá rồi, không có sinh lực nội lực sao em xài. Server toàn võ đang có thiên nhẫn mà anh em bảo là mang phòng thủ làm chậm làm gì. Làm chậm bây giờ đủ đủ đặt mốc 80 rồi anh em. Thấy chưa?
tầm này là đủ đầu mắt 80 rồi, em phải kéo theo cái lượng kháng hỏa lên thì mới đánh được chứ. Em thấy không? Cái giày em phải cố gắng em mang cái giày kháng hỏa 19 là anh em hiểu rồi. Anh em thấy ở đây kháng hỏa 75+3. Kháng hỏa 75+3 mà vô thiên nhẫn trong tổng kim nó thả em một cái, hai cái còn chết anh em. Chỉ cần nó dùng đam trước em vào làm bành. Nó dùng đam trước á, làm vào làm chết rồi. Chỉ có cách này là mới đánh được thôi. Vừa có kháng lôi rồi đánh vào đan nè, vừa có kháng hỏa trốn rồi đánh vào đan nè anh em thấy không? Anh em bảo là bỏ kháng lôi đi. Anh em nói thiệt anh em nhớ bỏ kháng lôi đi. Bỏ kháng lôi đi, kháng lôi 38 em nói thiệt anh em nha. Mấy thằng nhỏ đan trong tông kim á, tầm 2 đến 3 thằng thôi. Nó chứa anh em không kịp ngáp, em xin làm con tụi anh luôn. Đó. Kháng lôi có 38 mà không mang sao mà đánh được tông kim. Đúng rồi, nếu mà kiếm được hai món sinh lực làm chậm 40 á thì chắc chắn em sẽ mang theo kiểu là bao tay hoặc là đai lưng làm chậm 40, mà phải sinh lực nỗ lực thì mới sai. Đường môn mà anh em biết chứ, đường môn không có nỗ lực sao mà đánh được. Đúng không? Bao tay này em làm chậm 20 thôi. Nhưng mà anh thấy không? Sinh lực nỗ lực quá chắc, quá bén luôn. Thấy chưa? Vừa đặt móc của em luôn. Đó, nhận em một sinh lực nỗ lực anh em thấy không? Đai lưng cũng sinh lực nỗ lực. Đó. Không có kháng hỏa và tống kim nó thì có thiên nhẫn phá một phát một là đai lên bàn thờ ngay. Anh lại bảo là mang bao tay phòng thủ lâm chậm và mang cái nhẫn kháng lôi. Mà nhẫn kháng lôi thì cái dòng kháng lôi coi như bỏ nè. Dòng kháng lôi phải cần nón thủy với vũ khí thủy. Đó, nón thủy với vũ khí thủy mới kích được cái nhẫn này. Mà lại không mang được thì coi như cái nhẫn kháng lôi này vứt. Đó, chỉ kích được bao tay, sinh lực, phòng thủ, làm chậm. Đó, chả có tác dụng gì. Tầm này phòng thủ chả có tác dụng gì nè mày. Vào đó em có thể mua lách phòng thủ em cắn. Cái áo này em mới mua lúc chiều nè anh em. Cái áo này em mua 1 triệu nè anh em. Đó. Cái áo này rất lờ. Ok anh em, tối qua thì Khả đang like là đang trên đảo anh em. Đang test cho anh em xem trên đảo mặc đồ. Chưa kịp sâu đồ cho anh em xem thì nó bị cúp điện rồi. Cúp điện tối qua anh em, đến bây giờ khoảng 9 giờ sáng thì Khải mới có điện lại. Thì Khải đang tranh thủ sau lại toàn bộ set đồ cho anh em xem, với lại khoe với anh em cái áo Khải vừa mua nha anh em. Ok anh em, đây thì sau khi trên đảo xuống thì Khải sẽ tăng như thế này. Khải đã đủ được lượng mana 750 và không tăng nội công nha anh em. Khải không tăng một điểm nội công nào mà Khải vẫn đạt được theo cái mana Khải đang mong ước nha anh em. 750 mana anh em, anh em thấy không? Khải không tăng phát nội công nào luôn nha. Hôm trước thì đồ mana còn hiếm á, Khải phải tăng mana lên 47 thì Khải phải tăng nội công lên 47 thì Khải mới có được 650 mana. Bây giờ thì tầm này thì Khải nhìn qua quá ổn định anh em ơi. Mua được cái áo VIP thì Khải cảm giác mana lên cực kỳ ngon rồi, nên là Khải không tăng mana, không tăng nội công nữa luôn. Về hiện tại điểm số Khải vừa tăng trên đảo vừa xuống là như thế này. Khải tăng 37 sức mạnh thì đỡ Khải kích được 25 sức mạnh từ trong trang sức của Khải nữa thì Khải có thể thay vũ khí ra vô được nha anh em. Rồi thân pháp Khải sẽ tăng 3330 và sinh khí Khải sẽ dồn lên 220 nha anh em. Anh em thấy máu Khải 2k9 không? Chắc không anh em? Đó. Nếu mà Khải mang cái vũ khí kia vào thì máu Khải được 2k3 đây. Anh em cùng xem Khải coi này. Khải sẽ sau sẽ đổi cho anh em xem coi trước khi kết thúc video này nha. Anh em đang xem thì đừng quên ngần ngại thì ủng hộ Khải một cách like và chia sẻ thường xuyên. Và cũng như chia sẻ video này để giúp Khải nha anh em. Nói chung thì mỗi khi livestream hoặc là những video ép đồ và lên đồ VIP cho anh em xem thì Khải mong anh em luôn luôn cho Khải một like, một chia sẻ giúp Khải nha anh em. Đó. Nói chung thì Khải vừa kích được sức mạnh anh em nhìn sơ qua này. Đây là bộ kích sức mạnh của Khải nha anh em. Khải bỏ ra cái đồ của Khải này. Nói chung là đồ lên đồ thì cũng như là thường thường anh em hay ủng hộ donate Khải á, thì Khải cũng nói sơ qua thì anh em ủng hộ Khải thì Khải mới có tiền, Khải mới lên đồ cho anh em chơi. Chứ giờ mà anh em xem livestream mà không donate Khải thì nhiều khi tiền đâu có mà mua được đồ VIP anh em. Nói chung là cũng cảm ơn anh em thời gian qua đã luôn ủng hộ Khải và donate Khải rất là nhiều. Anh em người 50, 100, 50k, 100, 200, 300 thì Khải mới có được số tiền Khải mới mua đồ lên đồ cho anh em xem. Về hiện tại trước mắt Khải mua được áo này, hôm qua Khải mua có giao dịch trong livestream chiều tối hôm qua. Khải mua với giá 15 kim. Nói chung là Khải là may mắn là năn nỉ ổng, nói chuyện ổng mấy ngày nay rồi, cũng nói chung là cũng gò ổng mấy ngày nay rồi, ổng mới bán 15 kim. Chứ trong cái live video này thì anh em cũng thấy chứ, ổng kêu là nếu mà không mua là ổng bán cho ổng trên web 20 kim rồi. Đó anh em thấy chưa, cái áo này Khải mới mua được thì đó. Rồi ok, bây giờ thì trang sức Khải sẽ được gia truyền 5 sức mạnh. Với nhận 18 sức mạnh là Khải kích được 23 sức mạnh nha anh em. Đấy, Khải mang vào thì Khải kích được, Khải đeo được vũ khí lên. Anh em xem qua. Đó, Khải đeo được vũ khí lên, thấy chưa? Sau đó là Khải mang vào cho anh em xem. Đó, đây là đồ kháng chủng của Khải đây. Đấy. Sau khi lên đảo về kháng Khải như thế này, máu như thế này. Lần này các bạn cảm thấy nó ổn định luôn anh em ơi.
Và bây giờ thì anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của Khải trước khi lên đảo lần cuối cùng này nha anh em. Đây, đây là lần lên đảo thứ 3 thứ 4 của Khải rồi. Và anh em cùng sơ qua sơ đồ của Khải trước khi kết thúc video này nha. Ok anh em. Đây. Khải bỏ chỗ cao anh em vô xem. Đây anh em, cái nỏ nha anh em, nỏ kim nha anh em. Nỏ kim sát thương 44, kháng độc 15, sát thương 73%. Đây là cái nỏ nô 1 của Khải. Nếu anh em có xem trên kênh của Khải thì anh em cũng biết cái nỏ này trị giá hơn 2 triệu rưỡi. Trị giá hơn 2 triệu rưỡi nha anh em. Khải đã xử lý và mua và đọc lên hết 2 triệu rưỡi nha anh em. Đó, nói chung là theo thời điểm này thì cái này chắc chắn anh em là nô 1. Nếu mà bán ra chắc Khải nghĩ sẽ hơn 3 triệu nha anh em, nhưng mà Khải không bán nha anh em. Rồi, tiếp tục gia truyền này thì Khải cũng đã mua cho anh em xem ở cái video lần trước. Gia truyền này Khải mua 18 kim. Đó. Gia truyền này Khải mua 18 kim nha anh em. Rồi, nón kim sẽ lực, anh em thấy chưa? Đó. Áo này thì Khải mới mua 15 kim đó anh em, mới mua trong video này luôn anh em. Đó, sinh lực, kháng băng 19 và thời gian độc 40, đạn móc làm đạn móc chống độc 40 anh em. Và bao tay làm chậm 20 sinh lực này. Nhẫn làm chậm 30 sinh lực, thông pháp 17 này. Đai lưng phòng thủ lý thì làm chậm sinh lực này. Đó. Ba cái này thì đạn móc 80 làm chậm nha em. Đạn móc 80 làm chậm cực tốt nha em. Và nhẫn trên chón kháng hỏa. Đó, sinh lực luôn. Dây sinh lực luôn, chón kháng hỏa. Đó. Rồi một món kháng lôi đã đánh trong tổng kim trừ vỏ đan anh em. Nói chung không mang kháng lôi thì không đánh được vỏ đan nè em ơi. Anh em cứ test thử giống Khải đi anh em biết. Ít nhất phải có chón 40 và có một món kháng lôi thì anh em đi tổng kim nó mới khỏe được. Đó. Anh em cùng xem qua một lần nữa trước khi off video này nha. Anh em đang xem thì đừng ngần ngại, hãy cho Khải một like, một chia sẻ video này giúp Khải nha anh em. Và Khải sẽ thường xuyên up đồ VIP no 1 server cho anh em xem. Và trên cùng Khải thì anh em cũng đã biết rồi, Khải rất thích là săn tìm kiếm những cái trang bị VIP hoặc là những trang bị no 1 của đường môn. Thì Khải sẽ xúc cho anh em xem, anh em thấy cái đai này có no 1 không? Đó. Đai này hiện tại đang no 1 server nha anh em. Đấy, anh em thấy không? Kết cho đường môn cực chất luôn nha em. Áo cũng no 1 server này. Đấy, dây chuyền cũng no 1 server này. Nó cũng no 1 server này, anh em thấy chưa? Cái nhẫn cũng no 1 server này. Cái nhẫn thì anh em không có tìm ra được cái nhẫn không cả được. Nhẫn này no 1 server luôn. Đó. Dây này cũng vậy. Đấy. Anh em có xem hết những ạc đường môn khác thử có ạc đường môn nào đồ như Khải chưa? Đấy. Nói chung là bây giờ thì Khải tạm dừng clip ở đây và cũng cảm ơn anh em thời gian qua đã luôn ủng hộ và donate cho Khải. Nói chung là Khải rất là cảm ơn những cái donate của anh em. Nói chung là những cái ủng hộ và donate của anh em thì Khải sẽ gom lại và Khải sẽ tìm đâu đó một món đồ VIP và mua và trang bị lên nhân vật của mình. Và cũng như là Khải mua cho anh em trên kênh YouTube thôi. Nói chung là mình chơi thì có đầu tư thì ạc mình nó mới ngon và đánh nó mới bờ kè, nó mới VIP được anh em. Đó, nói chung là cũng cảm ơn anh em thời gian qua là luôn ủng hộ Khải nha. Ok, bye bye anh em nha. Anh em đang xem video này và đã xem rồi thì đừng quên đỡ lại một like và chia sẻ ủng hộ Khải nha mọi người. Ok, bye bye mọi người. Hẹn anh em trưa nay 11 giờ chúng ta sẽ lên livestream và chém gió nha mọi người. Bye bye anh em. Bye bye. Chúc anh em ngày mới vui vẻ.